Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc của người mẫu Ngọc Trinh, mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Trinh, 35 tuổi, người mẫu diễn viên quê Trà Vinh và Trần Xuân Đông, 37 tuổi, ngụ tại quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh về tội gây rối trật tự công cộng. Đáng nói, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan tới người mẫu Ngọc Trinh, cơ quan công an xác định những mô tô mà thầy dạy lái xe cho cô sử dụng đều không có số khung, số máy được mua trôi nổi. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ và lên lịch xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng do Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông, thầy dạy lái xe cho cô thực hiện. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng theo điểm A khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự. Trần Xuân Đông bị truy tố các tội gây rối trật tự công cộng theo điểm A khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo khoản 1, điều 314 Bộ luật Hình sự. Nội dung cáo trạng thể hiện Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe A2 nhưng rủ Trần Xuân Đông đến những tuyến đường công cộng tại thành phố Thủ Đức để thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, không mặc đồ bảo hộ như thả hai tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2023. Cơ quan chức năng xác định Ngọc Trinh là người trực tiếp biên tập các đoạn video này và đăng tải lên trang cá nhân để gây sự chú ý. Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thu giữ 4 mô tô sang có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong đó, một mô tô là của ông NPV do Ngọc Trinh mượn để sử dụng. Cơ quan công an xác định ông V không biết mục đích mượn xe của Ngọc Trinh. Đối với người này, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cho công an thành phố Thủ Đức xử phạt hành chính. 3 mô tô còn lại là của Trần Xuân Đông. Khi bị cơ quan chức năng mời lên làm việc vì liên quan đến hành vi chạy xe gây rối trật tự công cộng, Đông đã xuất trình giấy tờ xe cho công an và bị phát hiện là giả. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định cả 3 mô tô của Đông đều sử dụng biển số giả, không có số khung, số máy. Đông khai mua xe của các đối tượng không rõ lai lịch, dù biết giấy tờ xe là giả, nhưng do ham rẻ và cần sử dụng nên đồng ý mua. Trước lúc bị bắt tạm giam, bị can này chỉ còn giữ giấy tờ của một mô tô. Giấy tờ còn lại, Đông khai đã mất. Nội dung vụ án còn thể hiện Nguyễn Thị Thúy Kiều, trợ lý của Ngọc Trinh, Nguyễn Thanh Long, tài xế của Ngọc Trinh, Tăng Duy Khánh, bạn của Long, Nguyễn Hoàng Sơn, trợ lý của Đông là những người từng quay hay hỗ trợ quay các video lái xe nguy hiểm của Ngọc Trinh. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định họ không có hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngọc Trinh đều cho quay phim lại các lần biểu diễn mô tô vi phạm nói trên để biên tập và tự đăng các clip này lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội. Sau đó, các video phản cảm của Ngọc Trinh đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website, hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Dư luận đã lên án gay gắt hành vi của Ngọc Trinh vì gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Thưa quý vị, trong khi Ngọc Trinh bị truy tố với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù, tuy nhiên, nhiều người không khỏi tò mò về việc Nguyễn Thị Thúy Kiều, trợ lý của Ngọc Trinh và một số người khác có hành vi giúp sức cho bị can gây rối trật tự công cộng nhưng không đủ căn cứ xử lý hình sự. Theo cáo buộc, người mẫu Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe hạng A2 nhưng đã rủ Trần Xuân Đông đến những tuyến đường công cộng tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như thả hai tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe. Toàn bộ quá trình thực hiện hành vi trên, Ngọc Trinh và đồng phạm dùng các thiết bị ghi hình lại rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội. Cụ thể, bị can Trinh chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy Kiều, trợ lý của Trinh, Nguyễn Thành Long, tài xế của Trinh, Tăng Duy Khánh, bạn của Long, chuẩn bị điện thoại, flycam quay lại. Sau đó, Trinh biên tập các đoạn video clip này và đăng tải trên trang cá nhân nhằm mục đích gây sự chú ý. Trong các ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9 năm 2023, Trinh hẹn gặp Đông tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức để thực hiện động tác lái xe nguy hiểm, không mặc đồ bảo hộ, hai tay cầm tay lái, đồng thời hai gối khuỵ và tì xuống yên xe. Trên trang TikTok có hơn 6,8 triệu tài khoản theo dõi của người mẫu Ngọc Trinh. Có một số clip thể hiện nội dung được cho là của chính Ngọc Trinh nói về việc mình trở thành racing girl, cụm từ được nhiều người sử dụng để nói về các cô gái đam mê tốc độ. Bên cạnh đó, chủ tài khoản có đăng tải clip hai người phụ nữ đội mũ bảo hiểm che kín mặt, chạy mô tô phân khối lớn, thả cả hai tay như thách thức luật giao thông đường bộ.
một trong hai người phụ nữ này được cho là người mẫu NTNT, có nhiều động tác biểu diễn mạo hiểm như ngồi hẳn về bên mô tô, quỳ, đứng thẳng trên xe, giang cả hai tay. Bị can Đông điều khiển mô tô chạy cùng và hướng dẫn Trinh thực hiện các động tác trên. Trong quá trình Trinh và Đông điều khiển xe, Long chở Kiều ngồi phía sau, dùng điện thoại quay lại. Khánh dùng flycam để quay phim. Đến ngày 6 tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh tiếp tục hẹn Đông đến đoạn đường tại khu công nghệ cao, đường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, thực hiện động tác lái xe nguy hiểm như nằm sấp trên mô tô. Đông điều khiển mô tô song song và phía sau Trinh để thực hiện tư thế nằm trên xe, hai chân duỗi thẳng ra sau. Toàn bộ quá trình này đều được Khánh dùng điện thoại của Trinh quay lại. Còn Nguyễn Hoàng Sơn, trợ lý của Đông, được Trinh nhờ chờ Khánh để quay phim cho cô. Các video và hình ảnh lái xe nguy hiểm của Trinh và Đông đã được Trinh biên tập và đăng tải lên tài khoản mạng xã hội. Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh và Đông bị bắt tạm giam. Quá trình điều tra, hai bị can thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều và Tăng Duy Khánh, người chức trách xác định họ là những người được Ngọc Trinh nhờ quay phim. Còn Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Hoàng Sơn được bị can Trinh nhờ chờ Kiều để quay phim. Những người này là những người làm thuê cho Trinh và Đông, được Trinh nhờ quay phim. Cơ quan tố tụng cho rằng, trong nhận thức chủ quan của những người trên, chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của Trinh. Do đó, nhà chức trách không xử lý Kiều, Khánh, Long và Sơn về tội gây rối trật tự công cộng. Hiện tại tôi nhận thức được là hành vi của mình là rất là sai trái, là lái xe không bằng lái xe không đúng quy định của giao thông, rồi biểu diễn xe với những cái tư thế rất là nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng trật tự công cộng, gây tác hại xấu cho các bạn trẻ học tập theo những cái điều không tốt của tôi. Tôi hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của giao thông và đừng bao giờ học tập và bắt chước những cái hành vi sai trái của tôi vừa qua. Tôi hy vọng là tôi sẽ được sự khoan hồng của luật pháp Việt Nam cho cái sự thiếu hiểu biết về luật pháp của tôi. Thưa quý vị, tại cơ quan công an, Ngọc Trinh đã thừa nhận việc làm sai trái của mình. Còn bị can Trần Xuân Đông, thầy dạy lái xe cho Ngọc Trinh, tiếp tục vi phạm thêm tội danh mua bán xe trôi nổi. Liệu rằng thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh có bị phạt thêm tội danh nữa hay không? Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc của thầy dạy lái xe cho siêu mẫu Ngọc Trinh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.